Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành một nét đẹp truyền thống không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Trên bàn thờ gia tiên, ảnh thờ là vật phẩm thờ cúng cần thiết và rất quan trọng. Tuy nhiên, cách đặt di ảnh trên bàn thờ sao cho đúng thì không phải ai cũng có thể hiểu rõ và nắm bắt chính xác. Có rất nhiều gia đình vẫn mắc phải một số lỗi khi đặt ảnh thờ khiến cho việc làm ăn, kinh doanh của gia đình ngày càng đi xuống, gây tán gia bại sản, gia đình ly tán, bệnh tật triền miên. Về những cấm kỵ khi đặt ảnh thờ nên tránh là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng và phong tục từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Bàn thờ chính là nơi hội tụ linh khí và mang ý nghĩa tâm linh vô cùng sâu sắc. Do đó, việc bài trí trên bàn thờ sao cho hợp phong thủy là hết sức quan trọng mà gia chủ nào cũng cần phải biết. Bàn thờ tổ tiên là nơi để con cháu tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính với đấng sinh thành, gia tiên và những người trong gia đình đã khuất. Phong tục của người Việt ta đó chính là sẽ đặt di ảnh của người đã khuất trên bàn thờ cùng với bát hương để thờ cúng và tưởng nhớ người đã mất. Nhưng lại có rất nhiều người không biết việc đặt di ảnh cũng cần tuân theo một số nguyên tắc nhất định chứ không thể đặt tùy ý được. Việc đặt di ảnh sai vị trí đôi khi đã khiến gia chủ phạm phải những điều cấm kỵ. Điều này sẽ khiến bạn gặp phải những chuyện không may mắn và sẽ khiến các thành viên trong gia đình lục đục với nhau. Do đó, việc sắp xếp di ảnh đúng là hết sức quan trọng. Khi sắp xếp đúng vị trí và thờ cúng bằng tấm lòng thành kính của mình thì sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng và bình an. Về những sai lầm nghiêm trọng khi đặt ảnh thờ là gì mà khiến cho việc làm ăn một năm không phát triển nổi, làm ăn thất bát, nghèo không ngóc đầu lên được? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên, không tuân thủ quy tắc trai bên trái, gái bên phải. Theo văn hóa của người phương Đông và trong đó có người Việt thì việc thờ cúng mang một ý nghĩa tâm linh rất lớn. Bởi vậy, mỗi đồ vật trên gian thờ đều được quan tâm về vị trí sắp xếp sao cho cân đối và có được sự trang nghiêm nhất. Nhiều người thường nghĩ rằng việc đặt di ảnh trên bàn thờ là xong, nhưng lại không hiểu hết ý nghĩa của nguyên tắc sắp xếp để việc thờ cúng thêm hiệu quả. Chính điều này đã vô tình vướng phải các điều cấm kỵ khiến cuộc sống và công việc không suôn sẻ. Vậy cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên thế nào là đúng? Di ảnh của người đã khuất nên đặt ở trong bàn thờ và sau bát hương để cùng bái người đã khuất. Bên cạnh đó, các món đồ vật khác như nến, hoa, mâm lồng cũng cần được sắp xếp gọn gàng và cân đối mang đến tính phong thủy. Khi thờ cúng tổ tiên, bạn nên đặt di ảnh của người đã mất dựa theo quy tắc nam tả, nữ hữu, tức là nam trái, nữ phải. Nói một cách dễ hiểu hơn về cách treo ảnh thờ, gia chủ cần đặt di ảnh của ông về phía bên trái và di ảnh của bà về phía bên phải dựa theo hướng từ trong màn thờ nhìn ra bên ngoài. Còn nếu khi nhìn theo hướng của chủ nhà thì khi đặt lễ thì bên đặt ngược lại, ảnh thờ của ông sẽ được đặt bên phải và ảnh thờ của bà sẽ được đặt bên trái của gia chủ. Nếu gia đình bạn là gia đình có nhiều thế hệ và thờ cúng cả gia tiên và tiền tổ thì quy tắc này vẫn được áp dụng. Nhưng bạn nên chia thứ bậc ra từ trên cao xuống thấp, phía trên là tổ tiên, sau đó đến ông bà và bề dưới. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt kích thước ảnh thờ sao cho cân đối và phù hợp với không gian thờ nhà bạn. Theo phong thủy, kích thước tủ thờ, bàn thờ đều dựa theo kích thước chuẩn của thước lỗ ban. Tóm lại, khi thờ cúng tổ tiên và những người đã khuất, bạn nên thực hiện các nguyên tắc phong thủy theo cách đúng vị trí theo sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên. Hơn nữa, đối với vấn đề tâm linh này, điều cốt lõi và cần thiết nhất chính là sự thành tâm.
Khi có sự thành tâm của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình thì sẽ có được sự hạnh phúc và yên tâm hơn về không gian thờ cúng. Không để chân dung của hai người trong một bức ảnh. Trong một thời điểm nào đấy, cụ ông, cụ bà mất tại thời điểm với nhau nên con cháu thường sử dụng chung một ảnh thờ. Mặc dù hành động này mang một ý nghĩa lớn nhưng lại là hành động tối kỵ. Nhiều người quan niệm rằng việc dùng chung ảnh thờ sẽ là lời nhắc nhở đến con cháu về sự yêu thương và gắn kết như ông bà. Tuy nhiên, theo các nhà phong thủy thì hành động này chính là hành động bất chính. Điều này đã khiến các cụ có cảm giác bị khinh nhờn và không được kính trọng. Đôi khi, chỉ vì hành động đơn giản này sẽ khiến gia chủ gặp họa và kém may mắn. Không nên để ảnh thờ dính bụi bẩn. Ảnh thờ cần thường xuyên vệ sinh và lau chùi để thể hiện sự kính trọng của gia chủ đối với tổ tiên và ông bà của mình. Bên cạnh đó, bạn không nên để các đồ vật liên quan đến gian thờ hoặc dùng những vật phẩm có thể che khuất ảnh thờ làm giảm đi tính tôn nghiêm và thiêng liêng của bàn thờ. Ngoài ra, khi lau chùi bàn thờ, bạn nên cẩn thận và không nên xê dịch hay di chuyển ảnh thờ. Như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến phong thủy của gia đình. Việc tùy tiện đặt ảnh thờ sẽ ảnh hưởng đến hậu vận của gia đình, nên bạn cần hết sức lưu ý. Đặt ảnh thờ lệch và ngang hàng với bát nhang. Một trong những điều cấm kỵ mà bạn nên biết đó là không nên đặt ảnh thờ lệch và ngang hàng với bát hương. Mặc dù đôi khi điều này chỉ là sự vô tình, nhưng trong quan niệm phong thủy lại cho rằng khi đặt lệch ảnh và ngang hàng với bát hương chính là sự bất kính của gia chủ đối với người đã khuất. Chính việc của gia đình không được để chính diện là một việc làm tối kỵ lớn nhất trong phong thủy. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người còn cho rằng điều này sẽ vô tình khiến các cô hồn bên ngoài sẽ xâm nhập vào và lấy hết thức ăn của gia chủ dâng lên tổ tiên. Điều này đã ảnh hưởng đến phước báu, khiến lộc mất, thậm chí là nhà cửa tiêu tan. Đặt ảnh bên giữa bàn thờ. Nhiều người cho rằng việc đặt di ảnh người đã khuất vào giữa bàn thờ đã thể hiện được sự tôn kính của mình. Song đây là quan điểm hết sức sai lầm. Vị trí trung tâm của bàn thờ là của thần linh và bậc tiên tổ. Bởi vậy, không ai có thể chen vào, mặc dù là ảnh thờ của người thân cũng không nên đưa đến chỗ của thần linh ra phía bên ngoài. Mặc dù là ảnh thờ của người thân cũng không nên đưa chỗ của thần linh ra phía bên ngoài. Do đó, bạn không nên cố chấp thực hiện cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên này sẽ khiến thần linh, tổ tiên cảm thấy không được tôn trọng, kém may mắn và bị xúc phạm. Sắp xếp bàn thờ gia tiên thuận phong thủy. Việc bài trí bàn thờ đúng với phong thủy không chỉ giúp cho gia chủ tránh được khỏi các vận hạn mà còn đem đến phúc báu, sự thịnh vượng. Dưới đây là cách bài trí bàn thờ chuẩn nhất mà bạn không nên bỏ qua để thu hút được phúc báu và thể hiện được sự tôn kính của mình với tổ tiên. Đầu tiên, đối với bàn thờ. Bàn thờ trong gia đình nên được đặt tại một khoảng không gian riêng. Phía sau bàn thờ cần là một bức tường vững chãi và không nên dựa vào cửa sổ hay cửa kính. Để không gian thờ luôn được tôn nghiêm, bạn nên chọn các màu sơn trầm như nâu, vàng kem, màu gỗ. Điều này bạn nên lưu ý đó là không nên để bàn thờ nhìn ra hướng ngũ quỷ và tránh đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà tắm hay nhà vệ sinh. Đối với khám thờ, ngai thờ. Đối với gia đình có nhiều thế hệ, khảm thờ có vai trò đặc biệt trong không gian thờ cúng. Khảm thờ thường được làm bằng gỗ và được trang trí hoa văn cầu kỳ và được khuyên nên đặt trong cùng và sát tường. Có một số gia đình lại dùng ngai thờ để làm phần thay thế cho khảm thờ khi nó có thiết kế nhỏ và gia chủ chỉ cần đặt bài vị tượng trưng cho tổ tiên bên trong là được. Đối với bát hương chính là đồ vật không thể nào thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình. Bát hương được dùng để cắm nhang cúng bái và hành lễ. Số lượng bát hương trên bàn thờ sẽ là số lẻ, phổ biến nhất vẫn là 3 bát hương. Đối với những bát hương có kích thước bàn thờ nhỏ thì chỉ cần đặt một bát hương nhỏ là được. Đối với đèn thái cực thường được đặt tại chính giữa bàn thờ và phía dưới của khám thờ. Loại đèn này luôn phải được phát sáng trong không gian thờ. Tốt nhất bạn nên sử dụng đèn hoạt động bằng điện thay cho xăng dầu. Trong dân gian, người ta vẫn thừa quan niệm là thái cực sinh ra lưỡng nghi, cho nên trên bàn thờ nên có lưỡng nghi, tức cặp chân nến. Do đó, bạn cần phải dùng đèn thái cực. Loại đèn này thường được gia chủ đặt tại hai bên góc ngoài của bàn thờ, như thể hiện ánh sáng của mặt trời và của cả mặt trăng đang chiếu rọi vào bàn thờ. Đối với lọ hoa và mâm ngũ quả,
Bình hoa cần được đặt ở phía bên trái và mâm ngũ quả đặt ở phía bên phải và được tính từ phía bên trong của bàn thờ nhìn ra. Theo các nhà phong thủy thì hướng này là hướng thuận theo khí vượng, đem đến những điều may mắn. Bộ đỉnh hương. Bộ đỉnh hương thường có 3 phần và được đặt phía sau bát hương. Lư đồng có vị trí ở giữa và nến đồng cùng hạc sẽ được đặt cân xứng hai bên. Bộ đỉnh hương này thường được người dùng để đốt trầm vào những ngày lễ Tết để đem đến không gian thờ thêm trang trọng và linh thiêng. 3 chén nước sạch. 3 chén nước này thường được dùng để đựng rượu hoặc nước sạch trong mỗi dịp cúng bái và các ngày rằm. Chén nước này cần được đặt ở phía trước bát hương trên bàn thờ. Hoành vi, câu đối. Việc lựa chọn hoành vi và câu đối trên bàn thờ không phải bắt buộc nên bạn có thể lựa chọn hay không cũng không ảnh hưởng. Nếu có thể, bạn lựa chọn cuốn thư Đức Lưu Quang thể hiện ý nghĩa Đức Sang lưu giữ cuộc đời hoặc Đại Tự Tích Thiện Dư Khánh. Có ý nghĩa tích thiện để có nhiều phúc đều được. Hiện nay có rất nhiều câu đối hay và ý nghĩa nên bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Trong quá trình lựa chọn này, bạn nên ưu tiên những câu đối mang đến tài lộc và vượng phú cho gia đình. Quý vị thân mến, việc sắp xếp trên bàn thờ gia tiên sẽ không còn quá khó khăn khi bạn nắm được những thông tin nhất định. Trên đây là cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên hợp phong thủy mà bạn không nên bỏ qua. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được nhiều kinh nghiệm bày trí bàn thờ để đem đến cho gia đình điều may mắn và tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Phong Thủy Sa Cát. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.